Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 2018 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập những câu chuyện nhân quả tập 77. những đức đọc một con đoạn để chúng ta học tập Con người như cái túi da Xưa ở nước Câu Thiểm Di Có người tên là Ma Nhân Đề Sinh được một cô con gái đoan trang xinh đẹp Liền đưa đến chỗ Đức Phật Tự nguyện cho con mình theo Phật Năng khăn sửa túi Đức Phật liền hỏi Ông cho rằng con gái ông thật xinh đẹp lắm sao Ma nhân đề đáp Đúng vậy Con tôi thật rất đẹp Nhìn kỹ từ đầu xuống chân Không có chỗ nào là không đẹp cả Đức Phật dạy Thật sai lầm thai cái nhìn bằng mắt thịt Nay ta nhìn con gái ông Từ đầu xuống chân Chẳng thấy có chỗ nào đẹp cả Ông nhìn thấy trên đầu là tóc Nhưng tóc ấy cùng loại với lông Cũng không khác gì lông nơ đuôi ngựa Bên dưới tóc là hộp sọ Nhưng sọ ấy tức là xương nếu so với xương trong đầu lợn đã giết mổ ra, thật cũng không khác. Trong sọ là não, hình dạng nhão nhẹp chẳng khác chắc bùng nhưng lại có mùi hôi tanh khó ngửi. Như đổ chàng trên đất thì ai ai cũng ghê sợ không dám dẫm đạp lên. Cặp mắt đó lại giống như hồ nước Thường chảy ra nước mắt Trong mũi đầy nước mũi Trong miệng là đờm giải Bên trong là gan thận phèo phổi Hết thảy đều tanh hoi Trong ruột già bàn quang Thì chứa đầy phẳng dơ nước tiểu chăn tay chẳng qua là những đốt xương găng tỉ bọc trong lớp da phải dựa vào hơi thở vào ra mà cử động khác nào người máy bằng gỗ cử động được là nhờ máy móc bên trong nếu máy móc ngừng hoạt động ắt toàn thân đều tan gã từng chi tiết bị tháo rờ chân tay vứt ra bừa bãi con người mà ta nhìn thấy bắt quá cũng chỉ là như vậy có chỗ nào là đẹp đây là cái góc nhìn của đức phật ngài là một vị toàn năng toàn giác có phật nhãn nhìn thấu triệt còn nếu như mà những đức mà nhìn thì những đức nói quá đẹp vì mình là cặp mắt của phạm tục không có trí tuệ nên thấy trước mắt một cô gái trẻ thì nhất định chúng ta sẽ động tâm Và trong lòng trầm trồ ước gì cô gái đó là của riêng mình Phần nhiều phàm phu chúng ta là phải chịu cái tâm này nên phải khổ Quý vị biết rằng là Từ ngay chỗ tình cảm dính mắt thương yêu rồi gàn buộc với nhau mà phải chịu khổ nên đức phật ngài dạy rằng là sợi dây của lưng hồi là ngay chỗ ái dục nhiễm ô mà lưng hồi vô lượng kiếp không ra được phải chịu cái khổ muốn diệt được chỗ đó thì nhất định là phải tu hành nhìn thâu Tuy là những đức lo cho nhiều cụ già Có những bà cụ bà đưa hình cho mình coi lúc còn trẻ bà rất đẹp Nhưng bây giờ bà già rồi Thì có nhiều bà cụ bà ốm Nhơm ốm nhách da bọc xương ba khi bà ngồi á Giống hệt như là con khỉ bạc má vậy đó Thật mà nhưng mà quay lại mấy chục năm trước cái tấm hình của bà thì như là qua khôi vậy đó rõ ràng là khi chúng ta còn trẻ thì thịt của chúng ta nó còn đầy đủ khi thịt nó đầy đủ thì cái lớp da nó bao bên ngoài thì nhìn nó bóng bẩy đúng không nhưng quý vị coi coi nếu người này mà ốm lại thịt mắt đi thì cái da đó nó tớp vào xương Bắt đầu là nó lòi ra Lõm chỗ này Hót chỗ nọ Vì nhìn thấy ớn chưa Thí dụ như gương mặt chúng ta còn đầy đặn như vậy Là do nó còn trẻ Nhưng nó theo ngày tháng á, Nó không còn đầy đặn nữa Khi nó già Nó ốm rồi quý vị thấy không Cái da mình á, nó bao sát vào xương á. Khi gờ vào thịt mình nó không có thấy thịt nữa mà nó thấy xương cứ ngắt à. Lúc đó rõ ràng là chúng ta biến thành khỉ bạc má rồi đó Còn cái bàn tay này lúc còn trẻ đó Bao nhiêu người nam muốn nắm đúng không? Nhưng quý vị coi 10 năm, 20 năm sau thì Cái bàn tay này nó cứ ngắt như là cây củi vậy đó Các cụ ngồi, các cụ bóp bàn tay, các cụ thử đi phải là lúc các cụ còn trẻ bàn tay các cụ rất mềm hay không? Có những người nữ mà họ ít làm thì bàn tay họ rất là mềm Chúng ta nắm thấy mắt lạnh nè Cái đó là cái tình cảm nó Trang hòa với nhau nó mới có cảm giác đó Nhưng mà theo ngày tháng thì bàn tay này nó khô gan, nó cứ ngắt vậy đó Rồi da nó nhăn nheo, nó kéo lại mà da nó cứng lắm càng già thì da nó càng cứng một là cứng hai là cái da nó mỏng như giấy vậy đó, nhưng mà nó rất là dai quý vị thấy ớn chưa nó nên từ những cái học tập như vậy nè để cho người tu mình mình nhận thức được một kiếp vô thường quý vị vì cái ái dục Nhiễm với nhau Mà khổ đờ đờ kiếp kiếp không ra được Có những cặp vợ chồng Sống với nhau Còn trẻ rất là thương yêu nhau Nhưng mà người chồng hoặc người vợ Vắng số Khi chết Chưa được siêu thoát như vậy đó mà cái linh thức Của người chồng hoặc người vợ này Nó đeo đẳng theo đối phương Mấy chục năm nó không buông đối với việc. Có mà Thí dụ như cái cô đó hay cái chú đó Muốn lấy vợ hoặc lấy chồng Là không được với họ đó Không được á Chỉ cần mà đi làm Nói chuyện với ai mà cười giỡn Vui một chút thôi là tối lại á Ngủ là bắt đầu thấy ổng Hoặc là thấy bả về là gầy la nói sao mà bữa nay đi làm mà dám cười với thằng đó rõ ràng không đó là ái nhiễm mà cái ái nhiễm của tình cảm nó không có chịu chia cho ai đâu nên nó dính mắt nặng lắm nó đeo đặn theo á cách nay đâu mười ngày có một cái cô này Khi cổ đang ngồi niệm Phật Cổ vừa ngồi xuống ghế có niệm Phật một chút Bắt đầu quý chú đến Mờ cổ Bước vào bên trong Nhưng mà Lúc mà các chú mờ Thì những đức thấy cái trạng thái cô này bữa nay Nó không ổn Khi mà mờ cổ không có đứng lên mờ thì mấy tiếng nữa thì trong lòng bắt buộc đứng lên vì những đức ngồi kế một bên những đứa quan sát trong tâm cảm thấy không vui khi trong tâm mà không vui như vậy đó thì cái người yêu thương mà đi theo họ đó là vợ hoặc chồng đó, thì tức khắc họ có cơ hội để nhập vào thân quý vị được đó đó gọi là công phu nó có chỗ hớ hương linh có thể nhập vào xác được người mà tu hành nghiêm túc có định lực thì không có bị nhập thường là những người bị nhập một là tính tình yếu ớt hai là săn hận không biết chánh tà công phu không đắc lực giống như căn nhà của mình mà khách đến ai muốn ở ở ai muốn đi đi ai muốn chiếm nhà chiếm nhà thì quý vị, vị ngồi suy nghĩ bản thân chúng ta nếu chúng ta là người không có tu hành thì chư hương linh người ta cũng mượn bản thân mình được từ nơi đó mà khi những công đoạn này những đức nói á cái ái nhiễm là cái khổ đau. Khi người sống mà nghe thì cũng được cảnh giác. Mà người chết rồi đeo đẳng theo người thân của mình mấy chục năm. Quý vị được lợi ích gì? Rất là rõ ràng. Khi quý vị đi đến chùa tu hành Là những vị nào từng mang cái nghiệp phá thai Hay là Có chư hương linh ông bà cha mẹ đi theo Thì họ sẽ đi theo quý vị vào chùa đó Đi theo đó Họ đi vào trong đây Nếu họ chịu niệm Phật Cùng chung với người đó Họ chịu nghe Pháp Cùng chung với người đó thì bây giờ họ nên khai mở cái tâm họ nè. Đã mấy chục năm, mấy trăm năm mình đeo đẳng theo để muốn báo thù hoặc là ái nhiễm đeo đẳng theo có đó. Rất là may đời này của mình gặp được Phật pháp mà lại gặp ngay pháp môn Tịnh độ có thể niệm Phật cầu sanh cực lạc được còn nếu mà mang cái thân chung ấm đó đeo đẳng theo người thân mãi có lợi ích gì thấy họ vui thì trong lòng của mình nó cũng không thích thấy họ buồn thì trong lòng mình cũng không thích thấy họ chơi với ai mình cũng thấy không thích vì cái tâm ái nhiễm là cái tâm ích kỷ nên muốn cho cái người thương của mình là dành chọn cho mình thôi không có muốn người thương của mình Mà chia nụ cười cho ai hết trơn á Quý vị á Mà có ông chồng ghen Hoặc là có bà vợ ghen Thì quý vị biết liền gì đâu Quý vị chỉ cần mà cười với ai Vui vẻ một chút là ông bà cũng không muốn nữa đó Từ nơi đó thì quý vị biết Rằng cái ái nhiễm đem đến khổ đau Và chính nó Đưa chúng ta đi đọa lạc Nên chư Hương Linh Mà nghe được chỗ này rồi á mình có cái duyên á đi theo cái người thân của mình mà người thân của mình biết tu nữa thì mình để cho người ta tu mình cũng tu đi. Hai người cùng tu để cầu sanh về thế giới cực lạc để gặp với nhau ở thế giới cực lạc á nó mới là thù thắng. Còn nếu như mà đeo đẳng theo á đi vào ngôi Tam Bảo riêng ở đây những đức không có thích. Chư hương linh mà nhập vào trong người người khác cái nơi mà cái người lãnh đạo người ta đã không thích như vậy là tuyệt đối không có Quý vị coi đi Chùa này quanh năm không có chuyện này xảy ra Nhưng chỉ cần vị chủ trì ở nơi chùa truyền đó hoặc là người lãnh đạo ở nơi đó Có cái tâm về cái chỗ mà hương linh nhập sát Vừa có cái tâm này bắt đầu là nó nhập tứ tung liền những đức có coi một công đoạn ở miền ngoài nha Có một ngôi chùa này khi mà cúng uh, Cho chư Hương Linh đó quý vị Vị thầy đó ngồi uh, Đọc lên một cái sớ Đọc chứ không phải là thiết giảng nha Đọc Cái sớ mà ỷ a lắm Mình nghe mà mình người sống Mà mình muốn rụng rờ tay chân luôn mà Có nhiều vị người ta cúng nó quen đó quý vị Cái lờ đọc của người ta nó du dương nó cảm xúc dữ lắm Mà cái lời đọc của vị đó không phải là cái lời mà Giảng pháp để quá giải cái tâm ái cho người ta Quý vị biết á Quay hết cái công đoạn đó lên luôn Ngày đó số lượng chắc cũng đông á Khoảng 6-700 người á Đang ngồi á Như vậy mà chưa nhập xác á Khoảng cỡ 3 bốn người vậy đó cứ giác người này đi giác người kia đi đem để một đống ngay chỗ chánh điện vậy đó la lối um sùm dãy dùng um sùm kêu gào um sùm nhìn cái cảnh đó không hay cái nơi tu hành mà như vậy thì người ta thấy nhiều người người ta sợ lắm không có nên như vậy nên những đức ở đây những đức lâu lâu nói về cái chỗ này Tuyệt đối cái ngôi chùa này Những đức không có thích cái chỗ Hương linh mà nhập vào người khác là lối âm sụp Những đức không muốn đụng đến chỗ này Và nếu quý vị mà đi đến đây mà không lo tu Mà quý vị nhập vào người này người kia là những đức mời quý vị ra ngoài Những đức không có thích như vậy Mỗi buổi sáng chia sẻ Phật Pháp Và trong chùa tu hành quý vị cứ tu đi cứ tu hành đi còn nếu mà hương linh nào mà oan ức cái gì mình dựa vào một người đó thì là trong tâm của mình muốn quá giải nhưng mà những buổi nói chuyện của những đức quý vị nghe cũng quá giải cái tâm rồi còn nếu quý vị không muốn quá giải thì kệ quý vị thôi con người chúng ta cứ ôm cái khổ thì chịu khổ đi mình muốn khổ mà còn nếu suy nghĩ ra mình muốn hết khổ thì mình đừng có ôm cái khổ, đừng có tin chấp vào cái ái nhiễm người thân buông xuống đi, mình cùng tu với họ đi, mỗi ngày chân thật niệm phật đi, thì chắc chắn rằng là Trương linh còn dễ giảng sanh hơn cái người sống này nè, vì quý vị mất cái thân rồi đeo đẳng thay còn chi mà mình mà chục năm dài trăm năm khổ như vậy, rất là khổ ngôi tam bảo này thì mỗi ngày còn có cúng thí thực nếu mà công phu được được một chút á, thì lên cúng á, thì vị còn hưởng cái hương vị một chút còn nếu người mà không có công phu mà lên mà cúng không có cái tâm gì hết thì vị cũng khó hưởng được đó nghe từ nơi đó muốn hưởng thù thắng nhất á là chính mình á, nghe được đạo pháp mình tu đi nếu chư Hương Linh mà chịu niệm Phật Khỏi cần ăn luôn á Vì quý vị đâu còn cái thân nữa đâu Nhưng do nó chấp thân Nên nó nghĩ rằng giờ này mình đói Mình phải ăn chứ thật sự là Nó mắc cái thân máu thịt rồi Bây giờ quý vị chịu niệm Phật á, Quan hỷ buông xuống cái ái nhiễm đi Quá giải hận thù đi Thì tức khắc là Quý vị an vui lắm Rồi trong chùa này mỗi ngày á, Khi buổi tối công phu á, khi mà phục nguyện quý vị nghe rõ ràng đó Hồi hướng như chư hương linh đồ hết mà Từ nơi đó quý vị ở đây ngoan ngoãn lo niệm Phật Bình yên cái đạo tràng hộ trì tam bảo Thì cái phước đức quý vị nó lớn lắm chân thật niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc Những đức đọc cái công đoạn mà Đức Phật nêu lên đó. Bản thân của một con người mà nó Nhiều cái dơ giấy bên trong Để cho mọi người chúng ta nhận thức nó Đừng có chấp vào cái thân xác cái Trước mắt mình nhìn nó bóng bẫy một chút Nhưng mà Chư Phật dạy nó Chỉ có một cái lớp da bao bên ngoài Nhưng bên trong là máu mũ hôi tanh Rõ ràng mà Thí dụ như người này rất đẹp Chỉ cần mà lấy một con dao gạch cái da người này một miếng thôi Thì quý vị coi bên trong nó xì ra là cái gì Máu Xì 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 ra là máu Nên công đoạn này Đức Phật phân tách rõ ràng từng chút từng chút Cái cơ thể chúng ta bên trong nó ghê gớm quá Những Đức cũng từng hộ niệm gặp có những cô Khi cô chưa bệnh ung thư cô rất là đẹp nhưng mà cái nghiệp quả của cô cô bị bệnh ung thư thì nó lỡ lét ra hết nó xì chỗ này nó ăn chỗ kia quý vị nhìn thấy ghê gớm không thì rõ ràng rồi con người chúng ta chỉ có một cái lớp da bao bên ngoài nhìn bóng bẫy thôi nhưng nếu nó có bệnh hoạn bên trong nó ăn ra nó hư hoại rồi đó quý vị thấy ghê gớm lắm và những đứa cũng từng hộ niệm những cái ca ung thư mà nó bị hoại ấy, thì rõ ràng chư tổ nó rằng nhìn con người chúng ta như vậy nhưng khi mà nó sình thúi thì thúi dữ nhất luôn thúi hơn tất cả những loài động vật khác vì biết tại sao vì nếu không tu là cái tâm mình nó trượt nặng dữ lắm tham sân si nặng lắm nên cái cơ thể chúng ta nó cũng dơ giấy hơn những cái loài khác Một con người mà tâm thanh tịnh Thì cơ thể của họ nó ít có mùi hôi Cũng như chúng ta làm sao dám bì với những vị tu đạo chân chánh như Hòa Thượng Hư Văn Hòa Thượng Hư Văn ngày sống tới 120 mấy tuổi một năm ngài mới tắm một lần. quý vị nghe, quý vị không biết có tin hay không, là có chưa tổ ghi lại mà làm sao dám dạ dối? Một năm hòa thượng hư văn mới tắm một lần, nhưng mỗi lần ai gần gũi với hòa thượng thì nghe mùi thơm của chiên đàn. Ngài đi đến nơi nào, thí dụ như cái cây đó khô cằn nó chết rồi, ngài đi đến nơi đó ngài ở thì cái cây sống lại. Cái vườn hoa chưa nở, ngài đi đến nơi đó thì cái vườn hoa nở. Đó gọi là công phu tu hành của người ta đạt tiêu chuẩn tâm thanh tịnh. Còn quý vị coi đi chúng ta một ngày mà không tắm thì quý vị nghĩ như sao? Cái chùa này thử đi Chú nào hay là thầy nào hay cô nào Mà trong đây thử ngày không tắm Mà lên chánh điện ngồi tu chung ta đi Chắc là ai người ta cũng tránh quý vị Hai ba thước quá à. Nó hôi rình Thì quý vị biết rằng Cái trượt trong tâm chúng ta cỡ nào không Nếu quý vị bây giờ tu hành Quý vị kiểm một chút thôi thì quý vị thấy à Thí dụ như lúc trước mình ăn mặn đi Mồ hôi của mình nó hôi dữ lắm Cái người mà ăn mặn á, Có những người mồ hôi của họ hôi Quý vị chịu không có nổi đâu Nhưng nếu quý vị cùng ăn mặn Chung với họ thì cái mồ hôi quý vị không nghe Nó cùng tần số với nhau Nhưng nếu quý vị ăn chay Được 10 năm, 20 năm Thì quý vị đến gần người ăn mặn Dù là một người nữ này rất đẹp Nhưng người này chỉ cần đến gần quý vị thôi Thì quý vị chịu không nổi Mồ hôi của họ hôi khác thường lắm Hôi như là cái mùi hành vậy đó Nó vừa tanh nó hôi Kỳ cục lắm Dù là họ sức bao nhiêu loại nước hoa đi chăng nữa Nhưng cũng không bán mùi nổi Đó là người ăn mặn tâm sân si đó Nhưng quý vị nhớ là ăn chay 10 năm 20 năm mới có cảm giác đó Còn nếu quý vị lúc ăn mặn là quý vị không có cảm giác Cái mồ hôi của người ăn mặn khi mà ăn chay được năm 10 năm đó thì cái tố chất quý vị thay đổi lại lúc trước chính mình ngửi mùi của mình mà mình chịu còn không nổi như vậy đó mà quý vị ăn chay năm 10 năm rồi niệm phật tụng kinh đó, bắt đầu là tố chất thay đổi cơ thể của quý vị quý vị ngửi thử nó không có mồ hôi như lúc trước nữa và giảm tối đa cái chỗ mồ hôi dít Mồ hôi bị đổ ra nó không dít như là một lần Vì sao gì biết không Ăn chay niệm Phật Phóng sanh tụng kinh Cái tâm này càng ngày Nó càng nhẹ tham sân si Khi nó nhẹ tham sân si rồi Thì những cái tế bào quý vị nó cũng tốt nữa Tế bào tốt Thì nó tiết ra chất tốt Còn nếu tế bào quý vị Mà bệnh hoạn Thì nó tiết ra là cái chất bệnh hoạn Chắc chắn là như vậy Nên chư Phật dạy Niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất Để bồi dưỡng cho cơ thể Con người mà thường vui vẻ đó Thì cơ thể của người này cũng sạch sẽ Con người mà thường buồn phiền á Là da mặt của họ sạm đen à Sắc diện của họ xấu lắm Và người của họ cũng rất là hôi hám Quý vị rất là cần nghe những chỗ này Để mà mình có thể chuyển tâm Có thể chuyển tâm Từ cái công đoạn Mà Đức Phật nhắc nhở Về tâm ái nhiễm Của mỗi người chúng ta mà khổ đau Chúng ta học Dài rộng ra Về cái tâm ái nhiễm Mà khổ đau Người sống nghe cũng được nhờ mà người chết nghe cũng được lợ Buông cái ái nhiễm thì an vui Chấp vào ái nhiễm thì khổ đau Có những cô gặp những đức Các cô nói rằng Thầy ơi Bằng đêm Con ngủ á thầy Nửa đêm Con thấy có một cái bóng người đàn ông con đang ngủ mê 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 cái họ đè con cứ ngắt vậy đó miệng mồm gì không có kêu la gì được hết trơn á thầy ơi như vậy là sao vậy thầy mà khi con bị như vậy rồi con sợ lắm thầy ơi, là ngủ không được luôn à nằm cái chằn chọc hoài sợ lo lắm giết rồi mỗi đêm mà con đi ngủ là con sợ vì họ cứ đến họ đè con hoài vậy thầy ơi Chỗ này giống hệt như là Hòa Thượng Tịnh Không Giảng Thiết này nói rằng Đây gọi là bệnh quan gia Quan gia cũng là có duyên với mình đó. Người thương hoặc là người ghét mình Nếu làm cho quý vị sợ Có nghĩa là quan gia này đến Để đòi nợ còn nếu gần gũi quý vị mà Không muốn ai tổn hại quý vị hết Ai chỉ cần mà tổn hại quý vị một chút thôi thì Cái quan gia này ở cạnh một bên á, Săn hận và muốn cắn, muốn quýnh người đó vậy đó Nên nói rằng là đòi nợ hoặc là trả nợ Nhưng điều là si mê hết hoàn toàn Những cô, những chú mà gặp những cái trạng thái ngủ mà người thế gian nói rằng bị ma đè đó Ở trong nhà Phật thì nói là quan gia tìm đến mình, có duyên tìm đến Công đoạn này Hòa Thượng Tình Không giảng thiết chỉ mình một phương pháp Phương pháp nào để quá giải thầy Giảng thiết cho họ nghe Vì họ không hiểu, họ mới đeo đẳng theo nếu họ hiểu rồi thì họ không đeo đẳng theo nữa Nếu họ chịu quá giải Thì hết khổ Họ không chịu quá giải Thì khổ đau đỡ đỡ Nên chiếc máy MV3 Ở chùa chúng ta đó Ở trong đó có hơn 300 tiếng Rất là nhiều người khắp nơi Khi đi đến đây Cộng tu được dài ba ngày Nắm được phương pháp lễ Phật Tu tập y rang Ở trong chùa Những đức đem phương pháp này Thu âm để vào chiếc máy MP3 Phương pháp lễ Phật buổi sáng Vì lễ đó Và tụng kinh đó Quý vị đi đến đây tu vài ngày thôi Quý vị thỉnh được một chiếc máy Trong đó có hơn 300 tiếng Những đức nói chuyện sáng tối thì quý vị bấm lên cái điệu lễ phật iran như vậy quý vị lễ nếu quý vị dẫn lễ chưa quen thì chúng ta bấm lên trang tổ đình hộ pháp com quý vị tìm cái buổi mà công phu sáng tối Những đức có thu hình đó ngồi tụng kinh rồi có lễ phật quý vị coi theo quý vị lễ giống hịch như vậy khi quen rồi thì không cần hình ảnh đó nữa quý vị dùng chiếc máy bấm lên để mình lễ Phật ở nhà y rang như vậy luôn. Sáng tối cố gắng giữ thời công phu đó. Thì gia đạo quý vị càng ngày càng ổn định. Vì gia đình của mình có tu hành. Nên người âm được siêu, người dương được lợi. Cái siêu của người âm này nếu họ chịu tu đạt tiêu chuẩn thì họ được siêu thoát. Còn nếu họ chưa được siêu thoát mà họ nghe Phật Pháp Thì nó quá giải tâm cũng gọi là siêu Siêu là hiểu Hiểu được rồi thì không còn chấp nhất Bám víu đòi nợ Hoặc là ái nhiễm Thì họ sẽ quá giải được tâm Khi quá giải được tâm Thì chư hương linh cũng được vui vẻ Còn nếu không quá giải tâm Thì chư hương linh cũng khổ đau Thường là khóc lóc Than thở không ai nghe và thấy biết. Lúc còn sống cùng với người thân thì cùng ngồi ăn cơm chung với nhau, cùng giúp đỡ cho nhau, cùng lo lắng cho nhau. Nhưng bây giờ chết rồi, chưa được siêu. Cứ bám víu theo người thân, cứ đi ra đi vào ở trong nhà. Người thân mình ngồi ăn cơm cùng ăn với nhau, cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Thì chư Hương Linh ngồi kế một bên Nhìn họ nói chuyện với họ Người ta không nói chuyện lại Vì người ta không thấy, không nghe Không đồng tần số Đây là cái chỗ buồn khổ vô cùng Nên chư Hương Linh rất là cần nghe Phật Pháp Để nghe và hiểu và biết được Cuộc đời này vô cùng vô thường Sống chỉ có mấy chục năm Khi bỏ cái xác này Nếu chúng ta mà không tu Cái linh thức này không sáng suốt Một là chúng ta tạo nghiệp gì thì theo cái nghiệp đó Còn hiện tại thân chung ấm Bất vơ bất vượng Thì có cơ may nghe được Phật Pháp Hoặc có người thân Đi đến chùa họ đi đến đây Nếu chịu ở đây thì ở đây lo tu hành cho đàng hoàng Niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc Vẫn là thù thắng hơn Gấp một trăm một ngàn lần luôn á Đừng có vúng víu theo họ làm chi Không có được lợi ích gì đâu Còn nếu đi theo họ thì Mình phải coi coi họ có tu không Mình đi theo họ cùng tu với họ nghe không nên chiếc máy MP3 đó Khi quý vị có được á, uh, Pin của nó đó giữ được gần 20 tiếng Quý vị đi á, uh, vô đồng trồng đậu hay trồng lúa hay là Trồng dưa leo gì đó Cốt đất Trồng rau gì đó Lúc nào quý vị cũng cầm chiếc máy đó theo Thì giống hệt như những đức uh, nói chuyện cho quý vị nghe Phật pháp vậy đó quý vị vừa nghe được mà chư hương linh đi theo mình người ta cũng nghe được nên người ta quá giải cái tâm quá giải cái tâm vô cùng là lợi ích lớn rồi ở nhà mình á mình á thường bắt niệm phật đi vì trong gia đình của mình á Cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình nhiều lúc cũng chưa siêu thoát nữa đó Họ đang ở trong nhà mình á Nếu mà quý vị mà bắt niệm Phật hoặc là bắt Pháp á Nhiều lúc ông bà cha mẹ chưa hương linh người ta nghe được người ta tu đó Thí dụ như lúc trước chúng ta chưa tu chúng ta dễ săn hận tham chấp đúng không Bây giờ chúng ta tu rồi chúng ta giảm tối đa rồi nè Quý vị biết cái những đức lúc trước á khi dặn người á là ba bốn năm á mỗi lần dặn là dặn ba bốn năm á những đức có một người thân hai chú cháu làm việc chung với nhau lúc ngoài đời xung đột cái gì đó dặn nhau vậy mà hai người đứng gần sát với nhau suốt ba năm không nói chuyện một câu luôn đứng sát bên làm việc chung 3 năm không nói chuyện câu nào cả Nạnh ông, ông làm việc Chuyện tôi, tôi là Nhưng rất là nặng nề Mình đang vui mà mỗi lần gặp người đó Thì mình không còn vui được nữa Thì quý vị biết được rằng Giận người là mình khổ Nếu người kia không tu Thì người kia cũng khổ luôn Làm cái việc mà hai người đều lỗ vốn chỉ có kẻ ngốc mới đi làm chỗ này khi học Phật rồi thì tuyệt đối không làm chỗ này bây giờ những đứa học Phật rồi những đứa không dạy gì đi làm chỗ này quý vị nghe những đứa nói chỗ này để mà lý giải qua cái chỗ quán thân trái chủ nếu quán thân trái chủ mà nghe được thì đừng nên làm kẻ ngốc sân hận đeo đẳng theo để khổ đau Đờ đờ kiếp kiếp trầm luân Bây giờ gặp được Phật Pháp rồi buông xuống đi Quyết chí tu hành đi Còn nếu họ mà có tâm niệm Phật Mình nên hộ trì cho họ niệm Phật đi Họ niệm Phật họ được thành tựu nhất định Họ không bao giờ quên ơn mình đâu Chỉ có kẻ phàm phu chúng ta là quên ơn mọi nghĩa Chứ nếu người tu hành sanh được về thế giới cực lạc Là tuyệt đối không quên ơn mọi nghĩa không bao giờ quên ơn bội nghĩa đâu Nhưng nếu hộ trì cho một người niệm Phật được thành tựu Thì cái công đức này quá lớn rồi Đừng nên trở ngại họ Đừng nên trở ngại họ Nên chiếc máy MV3 lợi ích rất lớn Công hiệu rất lớn Quý vị có được một chiếc máy đó Mỗi lần gia đình ăn cơm Bật lên cả một nhà ngồi nghe Nói về nhân quả xác thực trong cuộc sống hàng ngày về tình nghĩa vợ chồng Về đạo làm con rõ ràng nằm trong đó Quý vị muốn gia đình hạnh phúc Thì phải xây dựng gia đình Từ nơi giáo học đạo đức nhân cách làm người Thì gia đình mới được hạnh phúc Quý vị coi đi Nhà của mình chỉ có vài ba người Nhưng chồng không ra chồng Vợ không ra vợ Con không ra con Thì gia đình này lọn đúng hay không Vì sao gia đình này bị như vậy Vì gia đình này không nghe giáo dục Nhân cách đạo đức làm người nên cương vị của mỗi người nó không đúng cương vị Từ nơi đó thành loạn Còn gia đình ở đây mỗi ngày là bao nhiêu người sống Hơn 300 người sống Hơn 300 người mà quanh năm từ trên xuống dưới Đều là hòa thuận sống thương yêu nhau Giúp đỡ lẫn nhau phần nhiều chỉ có vài ba người nghe đạo Pháp nhưng chưa phát triển được Thì từ từ sẽ phát triển nhưng quý vị thấy đi, hơn 300 người mà vào nhà ăn ngồi ăn im re. Không ai nói chuyện cả. Khi ăn cơm xong thì cùng chung tay với nhau. Người làm được việc này thì làm việc này, người làm được việc khác thì làm việc khác. Đều là chung tay với nhau, mỗi công việc đều nhiệt tình. Từ nơi đó cương vị của mỗi người đều là nhiệt tình. Nên sống với nhau có thể hòa hợp xong và thương yêu nhau nên hơn 300 người có thể sống được vô cùng là vui vẻ hạnh phúc. <laughs> Gia đình của chúng ta hai ba người muốn được hạnh phúc hay không? Muốn. Nghe giáo dục đi. Quý vị đặt một chiếc máy, quý vị cố gắng nghe những người ở xa. Hôm nay chùa chúng ta cũng có tặng tượng phật nè mỗi tuần chủ nhật những đức đều đặt tượng phật để tặng đó hình như hôm qua những đức gặp có phái đoàn ở đồng tháp quê những đức thì ở an giang cũng ngang đó thôi qua một con sông là một bên là đồng tháp một bên là an giang quý vị ở xa như vậy đi đến đây có dịp ngay ngày chủ nhật có tặng tượng Phật đó nên quý chú quý cô gặp trưởng đoàn Đồng Tháp hỏi có những vị này có thỉnh tượng Phật hay không hãy tặng cho họ một pho tượng về quý vị làm bằng thờ cho đàng hoàng. Rồi quý vị thỉnh pho tượng lên Mỗi ngày mình thắp nhang niệm Phật niệm Bồ Tát Không có kinh vô lượng thọ thì đi lên phòng đăng ký thỉnh một cuốn kinh vô lượng thọ Trên phòng đăng ký kinh sách đều là tặng miễn phí đó Tượng Phật những đức đặt từ thành phố gửi về đây Những pho tượng rất là đẹp Đẹp lắm Không phải là tượng thạch cao Tượng rất đẹp màu vàng như là vàng 24 vậy đó. Quý vị mà trong gia đình quý vị ngoài cửa nhà vừa bước vào mà thấy cái bàn thờ của quý vị thờ Phật chắc chắn rằng ai cũng phải nhìn. Vì sao? Vì pho tượng Phật ở cái công ty này làm rất là đẹp. Từ tượng Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Quý vị nhìn một cái là thích. Vì sao? mỗi một người chúng ta thích nhìn đẹp thì pho tượng phật phải là đẹp thì người ta mới cung kính chứ nếu như một pho tượng phật mà làm ra còn xấu hơn người bình thường thì ai cung kính dưới quê những đức lúc trước những đức còn nhỏ nhỏ đi vào chùa đi vào chánh điện làm gì mà cái chánh điện sạch gì đi vào trong chánh điện nhìn trên bàn thờ chúng ta cũng không biết ông nào là ông nào luôn nữa thấy gì đâu mà lưỡi mũi ăn chầu cà má thì đánh má hồng rồi bằng đồ bằng áo đeo khăn đeo gì tùm lum hết nhưng mình không biết ông này là ông nào cả loạn tâm luôn mình luôn à mình không có cảm giác đối với chùa chiền nhưng quý vị biết rằng á có những nơi người ta thờ cúng rất là gọn Mà rất là trang hoàng Sạch sẽ Quý vị coi chùa mình nó nhang còn không đốt nữa kìa Quý vị thấy có cái nhang nào đốt đâu Mình tu hành nó cảm ứng được là chính mình tu Tâm cảm tâm cảm ứng Còn cái nhang đốt cũng được Nhưng mà tùy hoàn cảnh Thí dụ như nhà mình nhỏ quá Phòng thờ quá kính Nếu mà đốt nhang ngu ngút đó, Thì khói trong nhà người nào cũng bị sặc hết thì Sao tu được Nếu quý vị gặp trường hợp như vậy Thì quý vị mua ba cây nhang điện Quý vị cấm vào Lúc nào cũng có nhang mà không tàn Mà cũng không có khói Cũng không có cho rớt nữa Vô cùng là sạch sẽ Cái thần chắc là quý vị chịu tụng kinh niệm Phật nghe Pháp sửa đổi lỗi lầm thì chắc chắn rằng nhà quý vị thờ Phật là đúng rồi đó đúng rồi đó và mỗi ngày chúng ta thí dụ như nhìn Phật A Di Đà chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà A là vô Di Đà là lượng hoặc là giác nhắc nhở chúng ta giác ngộ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hôm nay khi gặp người tranh đấu hơn thua với mình mình niệm câu A Di Đà Phật mình không muốn tranh đấu hơn thua với họ vì nếu tranh đấu hơn thua với nhau Thì không có lợi ích gì hết Còn nếu nhà quý vị thờ Bồ Tát Quán Thế Âm Danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Từ là ban vui Bi là cứu khổ Chúng ta lúc chưa thờ Bồ Tát Quán Thế Âm Thì đều là muốn chiếm đoạt Những cái gì tốt đẹp Đều là gom góp đem về Ai khổ mặc kệ ai à. Nhưng bây giờ thờ Bồ Tát Quán Thế Âm Thì phát lên tâm từ bi thà thư Từ là ban vui Bi là cứu khổ Thường có cái tâm như vậy phát lên Khi nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm Thì chắc chắn rằng Quý vị thường an vui Và thường được an tâm Thờ Bồ Tát Đại Thế Chí Thì chúng ta nên Niệm danh hiệu của Đại Thế Chí Bồ Tát Nhắc nhở chúng ta khi làm việc gì chúng ta phải dùng trí tuệ để mà làm việc đừng có dụng tình để làm việc dụng tình để làm việc thì mọi việc là sai cái khổ tăng trưởng dùng trí tuệ để làm việc thì nhất định không có tác dụng phụ chúng ta đều là phàm phu học tập nhắc nhở với nhau ai làm được bao nhiêu thì lợi ích bao nhiêu nhưng hiện tại là đang chia sẻ với nhau để cùng học tập quý vị đừng bao giờ đặt câu hỏi hỏi ngược lại thầy làm được chưa những đức cũng đang làm chia sẻ cho quý vị nghe cùng làm chúng ta đều là phàm phu đang tu nhưng mỗi một con người có năng lực nói chuyện khác nhau người ta có thể nói chuyện cho công chúng nghe được nếu chúng ta tin mà chịu làm thì có lợi ích ba danh hiệu Của Phật và Bồ Tát Nói gọn cho quý vị nghe Để quý vị thích Phật A Di Đà là nhắc nhở Mỗi lúc mỗi nơi khởi tánh giác Là vui Bồ Tát Quán thấy Âm là giúp chúng ta Phát lên tâm từ bi và tha thư Thí dụ như lúc trước Ông chồng này mình giận hờn ổng Vì ổng ăn nhậu bê tha gọn chửi Ổng đánh mình Mình trách hờn ổng, mình giận ổng, mình không tha cho ổng nhưng bây giờ thờ bồ tát quán thấy âm rồi nhìn bồ tát quán Thế âm soi gọi lại tâm của mình mình nói lại chính mình chắc mình đã từng thiếu nợ ổng nên bây giờ ổng đến ông đòi mình nè à. bây giờ con niệm bồ tát quán thấy âm con nhìn bồ tát quán thấy âm con phát lên cái tâm từ bi con tha thứ con không hờn trách ổng nữa con chấp nhận con trả món nợ này cho xong phước cho rồi thì tức khắc quý vị không còn khổ mà từ từ quý vị cũng chuyển được ổng còn nếu quý vị không nhìn bồ tát quán thấy âm quý vị khởi tâm sân si với ổng ổng cũng sân si quý vị cũng sân si thì hai bên sân si gặp với nhau thì nhà tan nát quý vị coi dưới quê có những cặp vợ chồng đi quýnh lộn um sùm nhà nghèo rồi mà còn đem chén đem tô ra đập nữa chứ có một cái tủ một vậy mà cũng đá cái tủ kiến cho bể luôn nữa có cái tivi coi vui vui chút vậy mà nhậu vào hai vợ chồng quýnh lộn cự lộn chút đem cái tivi đập luôn ngày mai thì bắt đầu là ngồi khóc hu hu tiếc của biết gì hôm qua mình đừng có đọc bữa nay không có tivi coi à cài còng lưng để kiếm tiền để mua cái tivi mơ đó tại vì sao vì không có tâm từ bi tha thứ bây giờ quý vị thờ bồ tát quán thế âm Để nhắc nhở mình người này nóng thì mình nhịn đi vợ chồng sống với nhau mà đều là phàm phu mà chén úp trong súng mà nó còn kêu rọt rẹt không chi con người đến với nhau đều là phàm phu mà không đụng chạm sao được quý vị nên chỉ có Phật Pháp mới quá giải được cái tâm đó nghe không Còn Đại Thế Chí Bồ Tát thì nhắc nhở mình là trí tuệ Tam Thánh mình thờ Đó là giúp cho mình phát triển tự tánh Làm Phật làm Bồ Tát Thờ Phật là trăm điều lợ không có một hại Như vậy mà có những người nói với quý Phật tử rằng Cô còn trẻ lắm Không có thờ Phật được Vậy chừng nào mới thờ Phật thầy Chừng nào cô chết đi thầy đem Phật đến cho gia đình thờ Lạ ghê thiệt Con trẻ không thờ Phật được cái nguyên lý gì mà kỳ cục như vậy Làm gì có cái chuyện còn trẻ mà thờ Phật không được Giờ giờ khắc khắc nhắc nhở người ta thiện tâm như vậy mà không thờ được là sao Nhận Đức nói rằng Một đứa con nít mới đẻ ra Nếu nó chịu thờ Phật thì thờ Phật cũng được nữa Chứ đừng có nói Đến cái chỗ mà vợ chồng Đến với nhau rồi mà thờ Phật không được Cái nguyên lý này Không đúng Chắc chắn rằng có ẩn ý bên trong đó Quý vị ngồi suy nghĩ rằng chút là quý vị biết liền Cái ẩn ý bên trong là sợ quý vị Không đi đến nơi đó nữa Nếu nhà quý vị có Phật Quý vị ở nhà bị tu rồi không đi đến chùa nữa mà không đi đến chùa nữa thì mấy ông thầy chùa ổng ngóng mỏ sao lấy gì ăn? đó gọi là thầy chùa làm biến. còn nếu thầy chùa mà chịu làm siêng năng á, thì hướng dẫn người ta là được rồi. một lần á, người ta tiếp nhận người ta cứ ở nhà người ta lo gia đình đàng hoàng đi. rồi lâu lâu mà sắp xếp được á, thì gia đình đi đến đây nghe giáo dục, cả gia đình nghe luôn để mà xây dựng gia đình được hạnh phúc. Còn có tiền bạc á Mình bố thí cúng dường được thì mình bỏ thùng tam bảo Còn nếu không á, có tiền xe đi đến đây là được rồi Rồi để tiền bạc đó lo gia đình đàng hoàng đi Làm chồng tròn trách nhiệm làm chồng Làm vợ tròn trách nhiệm làm vợ Làm con hiếu thảo với cha mẹ Dù là nghe một lần mà làm được thì cũng nên ở nhà đi Khỏi đi đến đây cũng không sao nữa vì mấy ông thầy chùa mà chịu á, làm kiếm cuộc sống á hoặc là siêng năng thì sợ gì người ta không đến cúng dường cho mình Còn nếu mình lười biếng mỗi ngày nằm đó để chờ đợi người ta đến người ta cúng cho ăn Thì mình rất là sợ người ta không đến nơi mình nữa Nên mới nói rằng là còn trẻ mà không thờ Phật được Sai hoàn toàn Vì một chút lợi ích Mà không đem lợi ích cho người khác Thì làm sao mình có lợi ích thưa quý vị Tâm đó gọi là tâm tham Tham lợi ích Tích chữ lợi ích cho riêng mình Nên không nghĩ đến người khác có được lợi ích Những điều những đức nói đây Những vị Phật tử Quý vị muốn thờ Phật thì cứ thờ Phật Nhưng quý vị đừng có để cho bằng thờ lạnh lẽo Đừng có để bằng thờ dơ Không quét dọn sạch sẽ Ví dụ như nhà chúng ta đó Cái giường nằm chúng ta còn biết dọn dẹp Cái bếp chúng ta còn biết dọn dẹp Cái phòng khách chúng ta biết dọn dẹp Nhưng chúng ta lại bỏ quên đi cái phòng thờ Cái phòng thờ là cái mặt tâm linh Để mà giúp gia đạo của chúng ta nó hưng thịnh Quý vị coi để ý có đúng hay không Nếu nhà quý vị mà có người xào xáo không Thì làm sao gia đình này làm ăn phát triển nhưng nếu gia đình quý vị mà nghe Phật Pháp á, Nghe kinh niệm Phật Thì gia đạo quý vị nó càng ngày Nó càng ổn định đó. Gia đạo quý vị mà bất ổn Là do ngay cái chỗ nào Do trong gia đình quý vị Có quán thân trái chủ đi theo Họ đang săn hận chăm chích Chồng vợ con cái Đối nghịch với nhau Còn nếu quý vị mà Chịu niệm Phật rồi nghe Pháp quý vị an tâm họ nghe họ cũng an đây là mặt tâm linh có thể giúp cho gia đình mình được an vui và hạnh phúc những chỗ này rất là cần đó quý vị coi lại nếu ở đây mà mỗi ngày không tu quý vị bước vào ngôi chùa này chịu nổi không nếu ở đây mà mỗi ngày mà không lên chánh điện tu bốn thờ thì quý vị bước vào ngôi chùa này á, Lạnh tanh như chùa Bà Đanh vậy đó Nó lạnh lẽo lắm Vì sao vì biết không Vì ma nó đi lên nghênh lên nghênh á Nó không được siêu Thì quý vị lạnh chứ làm sao Còn quý vị đi vào đây Quý vị thấy có lạnh không Quý vị nằm đâu ngủ cũng được chứ Ngày Chủ Nhật á, quý vị biết á Phật tử người ta nằm ngay trong cái bàn linh chùa mình ta ngủ luôn á Người ta không biết sợ chút nào hết Vì sao cái chùa mình á niệm phật tối ngày à, nên cái từ trường nó ấm lắm vì sao thì biết không hương linh được siêu nên nó ấm còn nếu mà ngôi chùa mà không tu không thiết pháp á, là hương linh nó không có siêu thì nó lên 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 xung quanh mình đầy hết á nên từ nơi đó quý vị thấy nó lạnh vô cùng vì nó khác tần số quý vị chỉ cần mà yếu bóng dí một chút thôi Quý vị đến gần cái người mà bị dựa, bị nhập thôi Thì tự nhiên bị vị nói ốc, 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 thì nổi lên cho nghe Cảm thấy mình sợ lắm Đó là yếu bóng vía đúng không? Từ nơi đó mà một nơi ở rất cần nghe Pháp và tu hành Niệm Phật Những chỗ, những đức nhắc nhở ở đây nó lợi ích đó. Cho cái người ngoài xã hội nhiều lắm Còn người trong chùa thì mỗi ngày nghe Pháp quá nhiều rồi Quý vị lợi ích rồi đó có ngày vui là lợi ích rồi. Hôm qua tới giờ nghe nói bảo bên ngoài người ta khổ lắm đó, nghe. Không? Chúng ta giờ này ngồi nghe pháp bình yên như vậy, người ta đang chống chọi với bảo đó. Như vậy thì chúng ta ngồi như vậy có lợi ích gì cho cái chuyện giải bớt cái bảo tấu cuồng phong hay không? dưới bích chứ Quý vị nhớ nè Nếu không nghe được đạo Pháp á Con người này thường khởi lòng săn Thì là chiêu cảm là bầu chờ nóng nại Con người này thường khởi lòng tham Thì chiêu cảm là nước lũ Con người này thường là si mê Chiêu cảm là gió bão Con người này tâm bất bình Không hòa hợp với người thì chiêu cảm là động đắc khi bị nghe Phật pháp rồi nó quá giải cái tâm này thì tứ đại hòa lại còn nếu tâm con người mà bất hòa thì là tứ đại bất hòa thân chúng ta là đất nước gió lửa kết hợp mà thành như vậy thì nếu bản thân chúng ta mà bất hòa Thì là chiêu cảm quả địa cầu bất hòa Chúng ta nghe giáo dục Đây là một phương pháp quá giải bão tố cuồng phòng Thí dụ như ở nơi nào có bão tố Mưa, gió, ao, ạt, nước, lũ, tràn ngập nếu gia đình đó biết tụng kinh niệm Phật Người ta thì ngồi gầu gỉ Vì trôi đồ đạt mắt đi Quý vị biết tụng kinh niệm Phật Ngồi được chỗ nào Tụng kinh được thì tụng kinh Nhưng nếu tiện lợi nhất là quý vị ngồi A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đà Phật nó vẫn đặc biệt hơn 100 lần Quý vị chạy đầu này chạy đầu nọ Niệm hoặc là giúp tâm an Đại Có một công đoạn Những đức đã từng chia sẻ cho đại chúng nghe Một trận gió sấy Nó cuốn từng nhà từng nhà Nhưng nó tới một cái căn nhà này Gia đình này có một người con hiếu thảo Và biết tu hành như vậy mà gió sấy vừa tới sắp sửa quét căn nhà này đó nghe thì nó chuyển cái đường gió đó đi về hướng khác liền. Rồi nó qua căn nhà đó xong rồi bắt đầu tiếp tục nó cuốn tất cả những căn nhà khác. Còn đúng một căn nhà có một người con hiếu thảo và căn nhà này cha mẹ có đạo đức biết tu hành thì không bị gió sấy cuốn đi. Đây là trong lịch sử ghi lại đó. Thì quý vị thấy rõ ràng Tu hành là quá giải Quả địa cầu bị nóng bức Bị sụp đất, Bị bão tố Chỉ có tâm địa bình lại Thì mặt đất bình lại Tâm địa bất ổn Thì mặt đất này sụp xuống Từ tham sân si mạng nghi Mà làm cho quả địa cầu này hư đó nên con người nghe đạo Pháp là chỉnh tâm lại Đây là một nguồn năng lực có thể Giúp cho quả địa cầu càng tốt Nên mỗi một người nếu ở trong bão tố Gặp hoàn cảnh cộng nghiệp về lũ lục Quý vị mà gặp được Phật Pháp quý vị nhớ Nếu trong trạng thái đó đừng nên hốt quảng chạy đông chạy tây Nên ngồi một cái vị trí nào trong nhà mình Cả gia đình cùng ngồi niệm Phật Nếu mà cộng nghiệp phải chết Thì nhất định đời sau của mình Nhất định là rất tốt Còn nếu tính nguyện niệm Phật Thì được giảng sanh về cực lạc Chấm dứt khổ đau Quá đặc biệt rồi Còn nếu không niệm Phật chạy đôn chạy đáo Nếu cộng nghiệp mà chết đi Thì là đọa lạc đó Phải nhớ đó Phải chân thật mà niệm Phật nếu ở miền ngoài mà có một đạo tràng chuyên tu niệm Phật đó nghe Mỗi ngày thiết pháp Mỗi từng thiết pháp nghe Rồi phóng sanh nha Những đức nói bảo đảm nó sẽ quá giải Một số tai nạn rất lớn Cái nơi mà thường bị bão tố đó đó Nhưng người ta không tin Không đem giáo dục làm chính Thì phải chịu khổ rồi Quý vị ở xa đi đến đây Nghe những đức Nói chuyện rằng một tiếng đồng hồ Chia sẻ với vị không có một chút gì tiền bạc nằm bên trong cả Vì một kiếp con người chúng ta đến với nhau Và được sống chỉ có mấy chục năm thôi quý vị Có duyên gặp đó là duyên tốt rồi Thì gặp Phật Pháp nè Chúng ta đem những tư tưởng gì mình học được Hết lòng mình chia sẻ Rất là mong mỗi một người nghe được Phật Pháp Những Phật tử ở xa đi đến đây Quý vị nghe được một thờ này Quý vị về có thể xây dựng gia đình quý vị Thật là tốt Nguyện Hồng An Tam Bảo gia hộ cho quý vị Luôn luôn sống được vui vẻ và được hạnh phúc nha Dạ Ai Đạo Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ nam mô thầy phương cực lạc thế giới đệ từ đại bi a di đà phật liên tòa Thật đại chứng minh hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng thời gia văn tập tại tu định hậu pháp pháp bồ đề tâm tụng kinh vô lượng thọ niệm phật lễ phật và phóng sanh đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu cho mưa hòa gió thuận, à, cho bão tố cuồng phong à, giảm mắt đi để cho mỗi một con người à, được sống được à, yên tâm và lo làm ăn. À, nên nhờ công đức phóng sanh này mà có thể quá giải được à, bão tố. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Này các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thị kiếp đến nay do thân biển ý phát sanh ra, che mời chân tâm bản tính nên phải sanh tử lân hồi ra vào sông mê biển nghiệp đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm phật a di đà để cầu bản sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loại chúng sanh này đó là tài thí sanh ra nơi nào cũng được của cải vật chất và chúng ta quy y cho những chúng sanh này đó là pháp thí. Chúng ta sanh ra nên nào cũng được trí tuệ sáng suốt và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi. Đó là tu hạnh vô ý thí, sanh ra nên nào cũng được sức khỏe sống lâu. Quy y Phật không độ địa ngục, quy y Pháp không độ ngạ quỷ, quy y Tăng không độ bàn sanh. Quy y Phật không độ địa ngục, quy y Pháp không độ ngạ quỷ, quy y Tăng không độ bàn sanh. Quy y Phật không độ địa ngục, quy y Pháp không độ ngạ quỷ, quy y Tăng không độ bàn sanh. Mỗi một người chúng ta khi nghe được quy y Phật quy y pháp quy tăng mà những đức đọc quý vị có thể phát bồ đề tâm khi gặp ổ kiến hay gặp một chúng sanh nào hay nhà mình nuôi cá nuôi heo gì đó quý vị có thể chắp tay lên đọc ba lần quy y cũng như những đức quy y như vậy là quý vị có thể truyền thọ tam quy cho các chúng sanh đó được kết duyên với Phật pháp tăng thì nhân duyên phước báo quý vị vô cùng là lớn nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát chúng ta cùng niệm Phật vỗ tay lên để thả chim nha A di đà Phật 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 Đà Phật A Di 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 Đà Phật M a di đà phật đà phật A di đà phật A di đà phật đà phật di đà phật A 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 di đà phật nguyện đem công đức này Hương về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.